và Bibo. Chương trình giải trí số 1 dành cho trẻ em đã có mặt tại Việt Nam rồi đây. Hãy cùng chơi với hai anh chị đáng yêu nhất trái đất nha các bé. Anh Bo, lém lĩnh, hoạt bát, thích nhảy và hát, yêu trẻ con và thích đi chơi lon ton. Chị Bi, xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ học hành và rất thích chơi cùng các em nhỏ. Và đừng quên Ume-chan, đáng yêu, dễ thương nhưng cũng không kém phần tinh nghịch à nha. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Chào chào những búp măng ngon đang mỗi ngày một thêm khôn lớn quanh. Thế giới bao la có biết bao nhiêu điều lạ. Nào cùng nhau ta học, nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống. Nào cùng nhau ta học nhé, học làm điều hay. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Măng non đang mỗi ngày một thêm cuốn lớn quanh ta. Thế giới bao la có biết bao nhiêu điều lạ. Nào cùng nhau ta học, nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống. Nào cùng nhau ta học nhé, học làm điều hay. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo.
em cuốn hơi ngắn à, nhưng không đâu sao mà vì cuốn canh nhà rất sợ nha. Nghe lời và chơi rất vui, em thương cuốn vô cùng. La 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 la. Tiếng Anh vui nhộn. Wow, look! The dog is in the box. The dog is in the box. The dog, the dog, the dog is in the box. The dog is in the box. Kỹ năng cho bé. Nhìn xem kia, là em bé thật ngoan. Chơi xong món đồ chơi, bé mang cất gọn gàng. Nhìn xem kia, là em bé thật ngoan. Quần áo mới thật xinh, bé mang xếp gọn gàng. Bé sắp xếp đồ đạc trông thật gọn gàng. Bé sắp xếp đồ đạc, ôi gọn gàng thế. Bé sắp xếp đồ đạc, ôi thật gọn gàng. Bé sắp xếp đồ đạc trông thật làng hoa. Giờ chơi đến rồi. Mê thấy màu nào đẹp? Dạ ư, mê chan thấy màu này đẹp nè. Chị Bi thấy cũng vậy. Màu này được không? Dạ cũng đẹp luôn. Mình sẽ lấy màu này. Hù. À, anh Bo thấy rồi nha. Chị Bi đang chơi gì vậy? Ừ, không, chị Bi có chơi gì đâu. Ôi, anh Bo thấy rồi nè, bút chì màu quá trời luôn. Không cho anh Bo chơi. Không cho. Ủa vậy thôi anh Bo về. Anh Bo, chị Bi giỡn mà. Hôm nay á chị Bi mang quá trời hình với quá trời màu cho anh Bo với các bạn cùng nhau chơi luôn nè. Wow, hôm nay chị Bi có trò chơi mới mấy bạn ơi. Trò chơi mang tên là bé tập tô màu. Rồi đúng rồi, bây giờ anh Bo với chị Bi đã phát cho mỗi bạn một bức tranh với lại màu rồi. Bây giờ chúng ta cùng tô nha. Rồi chúng ta hoàn thành nhanh nào. Đó, đúng các rồi. Bé ơi, chúng ta nhớ là không được tô màu xuống nền nhà nha. Đó. Rồi những bức tranh của chúng ta, chúng ta đừng tô lem ra ngoài nè. Như vậy thì tranh của chúng ta sẽ không được đẹp đâu. Đúng rồi, rồi đúng rồi, tô đi nè. Rồi mình giỏi quá. Tô màu của mình đi nè. Đúng rồi, mình tô đi nè, mình tô vô. Rồi, không sao ai cả, giỏi lắm. Mình đã có mỗi bức tranh của mình rồi. Mình hãy lựa chọn màu của mình yêu thích và mình tô vào bức tranh của mình cho thêm sinh động đi. Ư mê chan đây tô gì vậy? Dạ ư mê chan, tô củ cà rốt nè. Giỏi quá ta. Cái lá thì màu xanh đó. Chị Bi cũng mấy bé ngoan quá à, mấy bé tô màu ngoan quá nè. Ư mê chan có cần chị Bi giúp không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị Bi giúp ư mê chan tô màu xanh đi. Anh Bo giúp các bạn quan sát các bạn nha. Rồi. Tô cái này nè chị Bi. Đúng rồi. Cái này màu là xanh nè, cái lá màu xanh. Chị ta ngồi khó khăn quá. Dạ. Mình không có được tô lên sàn nha mấy bé ơi. Mình chỉ được tô lên màu thôi. Rồi không sao cả, nhưng mà không có được tô lên sàn nha. Đúng rồi, ngoan lắm. Chị Bi cũng được tô màu nè. Rồi mình tô vô đây đi. Thôi mình tô đi rồi mình chơi tiếp nè. Đó, mình tô tiếp đi. Đúng rồi, mình giỏi lắm. Đó, đó, ngoan quá nè. Rồi chúng ta tô lẹ lẹ rồi chúng ta đưa thành phẩm lên nha. Các bé nhớ là không được tô xuống sàn nhà nha. Đúng rồi, mình tô vào vô đó. Mình đẩy mình. Và để cho bức tranh của chúng ta thêm đẹp thì chúng ta không được tô lem ra bên ngoài. Giỏi quá. Dạ. Ý, ôi mình tranh tô lem được kìa. Nhưng mà không sao, mình sẽ lấy những cái màu khác. Mình tô lên cái vết lem thì nó sẽ ra một cái màu khác đẹp hơn. Dạ, chị Bi giỏi quá, cái gì chị Bi cũng biết hết. Đúng rồi đó, tô đi. Không phải là chị Bi cái gì cũng biết đâu, mà tại vì chị Bi cũng đã từng tô lem giống Ume Chan vậy đó. Dạ. Ume Chan tiếp tục tô đi nha. Giỏi quá à, mình tô màu mình đi ngoan quá. Tô đẹp không? Rồi mình tô tiếp đi con kiện của mình. Tô màu nâu lên da nó đi. Màu hồng hả? Chị Bi thua hết. Giỏi quá, giỏi quá. Hả? Phải màu này đúng rồi. Phải màu xanh chứ. Thôi, tô màu gì vậy? Giỏi lắm. Xanh. Rồi, xanh. Cá heo màu tím chị luôn. Chị Bi tô đây màu vàng được không nhỉ? Thôi mình tô con ngựa mình đi, chuẩn bị xong rồi nè. Đó. Mấy bạn ơi, mình sắp tô xong chưa?
chưa? Rồi mình nhanh lên nha. Đi lại coi các bạn nam coi. Wow, bạn nam đang tô con gì vậy? Đúng rồi, mình tô nhanh lên nè. Rồi đây anh Ba giữ giùm cho chị Bi nha. Rồi, tập trung là đây cho chị Bi nè. Rồi, được rồi. Rồi, gấu ơi đưa màu cho anh Ba nha. Rồi, siêu nữa rồi anh Ba đưa cho vậy tiếp nè. Rồi, cầm đi mấy bé, cầm đi. Rồi, bức tranh của mọi bé đâu rồi? Của mình nè. Rồi, siêu nữa mình đi rửa tay nha. Không sao cả. Rồi, bức tranh của mọi người đâu rồi? Đây. Rồi, mình hãy cùng dơ bức tranh lên đằng trước nè. Rồi, mình chỉ tay chào nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đó. Rồi, mình quay mặt lên đằng trước nè. Đó, một, rồi, mình nè, bây giờ chị Bi đếm tới 1, 2, 3 là chúng ta cùng nhau dơ bức tranh của mình lên nha. 2, 3, yeah. Chuyện kể bé nghe. Bộ đồ hình con mực. Mori Yoshitaka. Bộ đồ con mực thì có thật nhiều tay, vô cùng tiện lợi. Được đung đưa thế này sẽ làm cho bọn trẻ thấy thích thú. Chú mực còn có thể bay lên trời bằng cách phun mực nữa. Mang đồ để quên trả cho mọi người. Nếu nhảy ào xuống biển thì tất cả đồng bọn sẽ cùng nhau tụ hợp. Tất cả đồng bọn cùng nhau phát sáng như một màn bắn pháo hoa. Vừa có thể ngủ trưa, vừa có thể tắm nắng. Tiếng Anh vui nhộn. Wow, look! The cat is in the car. The cat is in the car. The cat. The cat is in the car. The cat is in the car. Người bạn đáng yêu ơi. Nào mình cùng ngồi lại đây nha, ngắm thế giới quanh ta ô kìa. Thật nhiều điều khó ghê á. Và nhiều điều mình yêu thích lắm, nhưng nếu toàn là điều mọi người đều thích lắm, chắc chắn không thể nào được mong là. Những chuyện buồn phiền sẽ mau biến mất đi. Nếu có là bảy sắc màu con.